Trước giờ lúc mà từ lúc mấy lần làm việc chung với nhau á, có những lúc nhiều khi chưa có hiểu ý nhau hoàn toàn trong những cái phân đoạn diễn đó, thì đôi lúc anh có hơi khó chịu một chút xíu. Thì bây giờ anh xin lỗi em và cũng cảm ơn em là đã luôn luôn kiểu là biết là anh cũng hay hay khó chịu hay bực lên chút xíu vậy đó, thì em cũng hay bỏ qua cho anh, thì anh rất là cảm ơn em về cái chuyện đó. Còn với em thì đã có thể thông cảm và hiểu cho nhau rồi, thì trong lúc làm việc thì em bao giờ cũng muốn cái sự hài hòa nhất có thể. Em từ ngày mà làm việc với anh thì em cũng học được cho mình rất là nhiều thứ, bởi vì em thấy được cái sự thành công của anh ngày hôm nay, đó là sự nỗ lực của anh và cũng như là nội lực từ bên trong của anh. Và em cảm giác là mình nên học hỏi theo cái điều đó. Đó là những cái gì mà em cảm giác là anh rất là cũng rất là chăm chút cho em mỗi lần mà em diễn, và cũng như là anh rất là hay hay góp ý cho em một cách cũng rất là thẳng thắn. Đó là cái điều mà em rất là muốn cảm ơn anh, cảm ơn một cách thật lòng nhất. Còn thật ra là về xin lỗi thì em cũng không biết là phải xin lỗi gì hết, tại vì anh đối với em thì em cảm giác là em cần cảm ơn nhiều hơn là xin lỗi. Xin lỗi thì chắc là những lần đi trễ để cho anh đợi. Còn ở đâu em hy vọng là cái mối quan hệ của em và anh trong tương lai thì nó sẽ phát triển tốt hơn, và mình cũng sẽ có được với nhau nhiều cái dự án tốt hơn, và có thể cống hiến được nhiều cho khán giả và đặc biệt những khán giả yêu thương em và anh. Thật sự trong mối quan hệ đồng nghiệp mà dành cho nhau những lời cảm ơn nhiều hơn những lời xin lỗi thì đây là một mối quan hệ rất là đáng quý. Cảm ơn Tam Triều Dân cũng như cảm ơn Duyên Tuấn Kiệt đã đến với chương trình. Dân rất là muốn cảm ơn tới chương trình Giải Mã Tri Kỷ vì hôm nay đã cho Tam Triều Dân có mặt ở đây và cũng như là xuất hiện cùng với anh Duyên Tuấn Kiệt để mà tụi em có cơ hội được trải lòng nhiều hơn và cũng như là được chia Chia sẻ sẻ. về cảm xúc của bản thân. Mà có lẽ là nếu mà để mà bình thường á thì chắc là khó bao giờ nói ra với nhau. Nói ra những cái lời mà trước giờ không dám, không có cái cơ hội, không có cái tiện để mà nói với nhau được. Rất là cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và Khả Như thay mặt cho chương trình gửi lời chúc đến Tam Triều Dân là chúc cho cô nàng của chúng ta sẽ luôn xinh đẹp giỏi giang, cảm và ơn chị. trong năm nay, năm 2019 này sẽ có nhiều kế hoạch cũng như là những dự định của em sẽ thành công. Còn Duyên Tuấn Kiệt sẽ được nhiều người yêu quý, mặc dù là bây giờ là rất là nhiều cô nàng theo đuổi cũng như là nhiều fan hâm mộ lắm rồi. Chúc cho Duyên sẽ còn phát triển hơn nữa. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Quý vị khán giả hãy nhớ đón xem chương trình và tiếp tục giải mã những cặp đôi tiếp theo cùng với Khả Như nha. Và hãy đón xem chương trình vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.